rất nhiều người đã quen với âm thanh vừa rồi, đó chính là tiếng còi tàu. Tiếng còi tàu hỏa với âm lượng lớn, độ vang xa từ lâu đã góp phần cảnh báo để đảm bảo an toàn cho rất nhiều người, đặc biệt là những người dân sinh sống ở dọc hai bên đường sắt hay là thường phải di chuyển qua những đường ngang dân sinh. Tuy nhiên, thời gian tới thì bên cạnh âm thanh quen thuộc này thì rất có thể chúng ta sẽ được nghe thêm một âm thanh khác, trong đó có âm thanh của xe cứu thương và xe cảnh sát được phát ra từ chính khoang lái của các đoàn tàu. Đó là do Tổng công ty Đường sắt đang thí điểm để lắp thêm còi cảnh báo mới cho tàu hỏa. Việc thay đổi này đang nhận nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Ngày hôm nay có mặt tại trường quay Chào buổi tối là kỹ sư Hà Minh Sơn, nguyên là một cán bộ của xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Không chỉ là một người am hiểu về tiếng còi tàu thì anh Sơn từng có một công trình nghiên cứu chuyên sâu về tiếng còi tàu khi còn công tác ở trong ngành đường sắt. Xin chào và xin cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay tôi đã được vinh dự đến tham gia chương trình phỏng vấn ngày hôm nay, trực tiếp trên truyền hình. Thật sự đó là một cái điều bất ngờ chính bản thân tôi. Vâng, hy vọng chúng ta sẽ có nhiều điều thú vị và nhiều điều ý nghĩa sau cuộc trao đổi này. Câu hỏi đầu tiên mà Thanh Huyền muốn đặt ra cho anh đó là vì sao mà anh lại dành sự quan tâm đặc biệt, tâm huyết để nghiên cứu về tiếng còi tàu như vậy? Phải chăng là tiếng còi tàu nó có một ý nghĩa gì đó đặc biệt đối với anh, hay là tiếng còi tàu có một tầm quan trọng nào đó mà những người bình thường như chúng tôi vẫn chưa nhìn ra được? Thưa phóng viên, là bản thân tôi thì là một trong những cán bộ công nhân của ngành đường sắt cũ, mà chính là những cái điều bức xúc thì tôi mới đưa một cái tâm huyết để làm giải quyết tiếng còi tàu. Trên thực tế, với ngành đường sắt Việt Nam hiện giờ là đang tồn tại rất nhiều loại đầu máy và của nhiều quốc sản xuất tại nhiều quốc gia khác nhau, như chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ, Bỉ, Mỹ và Úc, và cả thậm chí các của Nga cũ, thì mỗi cái đặc trưng của cái tiếng còi đấy là một của quốc gia khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu và chế tạo còi thì các quốc gia đấy người ta đã nhìn thấy cái việc mà cái tần số âm thanh, cường độ âm thanh ảnh hưởng đến môi trường và về sức khỏe con người. Vì vậy, theo tôi nghĩ rằng tất cả các loại còi mà đang sử dụng trên đường sắt Việt Nam đều đảm bảo môi trường và an toàn sức khỏe cho con người. Về cái tâm huyết đấy thì trong tất cả trong việc đấy thì để tôi tâm huyết thì tôi nghĩ đến thì ngành đường sắt Việt Nam chưa có tiếng còi riêng của mình. Tức là chúng ta rất là nhiều loại còi đều đảm bảo về cái chất lượng, về vệ sinh môi trường. Nhưng mà về đồng nhất mà nói thì Việt Nam chưa có một tiếng còi riêng. Vì vậy là tôi cũng muốn là để thống nhất cái tiếng còi Việt Nam, và sau đó người dân sẽ nhận biết ra rằng chúng ta sẽ biết đó là tiếng còi của ngành đường sắt, và đặc trưng của tiếng còi đó là đường sắt Việt Nam. Nghĩa là xét một cách toàn diện thì tiếng còi của chúng ta hiện tại vẫn ổn, chỉ có điều là nó chưa có một đặc trưng riêng thôi. Qua quá trình nghiên cứu của anh và qua những hiểu biết của anh thì anh có thể cho biết là có một cái tiêu chuẩn, quy chuẩn nào dành cho tiếng còi hay không? Và nếu có thì đó là tiêu chuẩn gì? Theo tôi nghĩ rằng là như thế này, để đảm bảo tiếng còi nó có hai cái quy định. Quy định đầu tiên về cường độ âm thanh. Cái thứ hai là về tần số âm thanh. Cả hai quy định này mà nếu mà chúng ta không làm chặt chẽ thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Đấy mà trong quá trình thiết kế, các tiếng còi Việt Nam đang sử dụng trên đường sắt Việt Nam, tất cả các loại đầu máy được sản xuất ở nước ngoài đều nằm trong quy định đó. Cho nên là không ảnh hưởng cả. Nhưng rất tiếc Việt Nam chưa có quy định riêng về tần số âm thanh, mà chỉ có quy định về coi như được cường độ âm thanh thôi. Vì vậy là chúng ta không có tiếng còi riêng. Nhưng tôi chỉ nói là chẳng hạn như là tần số của âm thanh của tàu thủy là tần số khác, âm thanh của tần số của container là tần số khác, và âm thanh của xe máy là tần số khác. Sự khác biệt về tần số là ảnh hưởng đến tiếng còi riêng đặc trưng cho. Vâng. Âm thanh được sử dụng làm tiếng còi tàu của chúng ta là tiếng tút tút quen thuộc thì đã tồn tại cả hàng trăm năm nay. Vậy thì theo đánh giá của anh thì tiếng còi tàu đã tồn tại từ hàng trăm năm này của chúng ta có ưu điểm và nhược điểm gì? Thưa bạn, là như thế này. Cái tiếng còi của mình đường sắt Việt Nam cũ, mà nhất là người Việt Nam đã sử dụng đầu máy hơi nước của Pháp, trước tiên là đầu máy Mikado, sau đó là đầu máy tự lực, là chính là thiết kế của Pháp ở Việt Nam. Và tiếng còi đấy nó mang đặc trưng là hơn trăm năm nay, mà nhất là người sử dụng miền Bắc Việt Nam mà đến thập niên 80 của thế kỷ trước vẫn còn sử dụng. Là cái tiếng còi đấy là ăn sâu vào của người Việt Nam lâu rồi, thì là chúng ta nghe tiếng còi để chúng ta biết. Nhưng từ khi đầu máy hơi nước không còn tồn tại thì không còn cái tiếng còi đấy nữa. Để quá trình nghiên cứu thì ngành đường sắt cũng đã nhiều lần là cũng có ý tưởng đưa tiếng còi của
hơi nước vào trong sử dụng đường sắt Việt Nam. Nhưng trên thực tế thì trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm thì không thể nào làm được. Và cái thứ nhất là chúng ta sử dụng tiếng còi là tiếng còi của hơi nước. Nếu chúng ta không sử dụng đồ máy hơi nước thì làm sao mà làm được là tiếng còi của hơi nước được. À, bắt buộc chúng ta phải sử dụng tiếng còi gió lén. Người Pháp mang coi như đồ máy hơi nước sang Việt Nam. Nhưng trên bây giờ người ta sử dụng đồ máy điện, đồ máy diesel thì người ta phải sử dụng còi gió lén chứ không thể là sử dụng còi hơi nước được. Vâng, xin cảm ơn anh Sơn và chúng ta sẽ còn tiếp tục trao đổi câu chuyện này ở phần sau. Thưa quý vị, có thể nói âm thanh còi tàu đã trở nên quen thuộc với tất cả người dân. Thế nên việc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nghiên cứu để thử nghiệm bổ sung thêm tiếng còi tàu mới bên cạnh tiếng còi tàu cũ đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Và trước khi tiếp tục câu chuyện cùng với kỹ sư Hà Minh Sơn, thì quý vị hãy cùng xem là ngành đường sắt nói gì về việc thử nghiệm tiếng còi tàu mới. À, trong một ban lái tàu ấy, thì ngoài cái chuyện người ta vận hành cái công tác chạy tàu rồi thì người ta thường xuyên quan sát phía trước. Ở chỗ nào mà có cái điểm kéo còi hoặc là chỗ nào có đông dân cư nguy hiểm thì người ta có thể ấn các cái còi đó để bổ trợ thêm để mà cho những người mà họ đứng bên cạnh đường sắt hoặc là những người chuẩn bị qua đường sắt để chú ý. Mục tiêu của chúng tôi cái còi này là gây sự chú ý, nó để bổ sung thêm chứ không phải thay thế. Thì hiện nay qua khảo sát của chúng tôi thì và các anh em lái tàu về phản ánh thì là các cái giải pháp đó hiện nay là có hiệu quả tốt. Thế còn để mà triển khai được thì phải thông qua các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan quản lý nhà nước để cho phép dùng. Vâng, chắc hẳn là anh Sơn cũng đã từng được nghe đại diện của ngành đường sắt giải thích về việc cần thiết phải bổ sung thêm một loại âm thanh mới, một tiếng còi tàu mới bên cạnh tiếng còi tàu quen thuộc mà chúng ta vẫn sử dụng. Vậy thì cá nhân anh đánh giá như thế nào về sự cần thiết phải bổ sung thêm một tiếng còi tàu mới? Theo tôi nghĩ là không cần thiết phải bổ sung thêm một cái tiếng còi mới. Và chúng ta chỉ có một cái tiếng còi đặc trưng của ngành đường sắt. Tiếng còi âm thanh của đầu máy là không phải là sử dụng riêng cho việc an toàn giao thông mà còn sử dụng trong cái tác nghiệp như chẳng hạn như dồn dịch lên đèo xuống dốc, như chẳng hạn tiếng còi của đầu máy kéo đoàn tàu lên đỉnh đèo Hải Vân cũng phải kéo một tiếng còi, hoặc cái tín hiệu dồn tàu vào ga hoặc tín hiệu phát xe đều sử dụng một cái âm thanh của ở cái tiếng còi đấy. Nhưng quy định riêng của ngành đường sắt chẳng hạn một tiếng ngắn, một tiếng dài hoặc ba tiếng, hoặc là tiếng còi liên tục là chẳng hạn như đầu máy bị trôi dốc hoặc là bị không thể nào cứu vãn được, đấy là tiếng còi cấp cứu và người ta quy định bằng những cái việc nút ấn khác nhau. Chẳng hạn tiếng còi dài là tiếng còi phát xe là cho bắt đầu đoàn tàu khởi hành. Việc mà trang bị thêm thì theo tôi nghĩ là không có tác dụng mà chỉ có làm ồn mà thôi. Bản thân chúng ta đã có hơn chục loại còi đang sử dụng trên đường sắt Việt Nam rồi, bây giờ còn thêm một nữa, lại thêm một loại còi nữa thì chắc chắn là khả năng để người dân phát hiện được ra thế nào là còi đường sắt cực kỳ khó luôn. Vâng. Vì vậy là trong cái quá trình mà sử dụng đấy, khai thác và vận tải đường sắt riêng và đường bộ thì với cái mật độ mà còi nhiều thế thì người dân sẽ rất khó phát hiện đâu là còi của đường sắt. Như vậy theo quan điểm cá nhân của anh là không cần thiết phải bổ sung thêm một tiếng còi mới bên cạnh tiếng còi tàu quen thuộc mà chúng ta vẫn nghe nhiều năm nay. Nhưng mà tôi muốn hỏi rằng là những tiếng còi được bổ sung ví dụ như là tiếng còi cứu hỏa hay là cứu thương thì liệu ngoài việc là nó không có nhiều tác dụng để hỗ trợ cảnh báo cho người dân khi có tàu sắp đến thì liệu rằng nó có gây một cái tác hại gì đó cho người dân hay không? Theo tôi nghĩ như thế này, chúng ta là vận chuyển các phương tiện giao thông ấy, là chúng ta có rất là nhiều loại phương tiện vận chuyển giao thông đường bộ, vận chuyển đường thủy, vận chuyển đường sông với cả vận tải đường hàng không và đường sắt nói riêng. Thì theo tôi nghĩ mỗi loại thì đều có đặc trưng riêng của nó rồi, như chẳng hạn còi xe máy phát triển đường bộ, chúng ta đã quen với đặc trưng riêng của từng loại phương tiện rồi. Thế vì vậy chẳng hạn như là còi xe máy không được phép lắp còi của ô tô. Thế cho nên là chúng ta lại chẳng hạn như xe máy người ta lắp còi ô tô thì lúc ta tham gia cùng như là hai cùng xe máy, là chúng ta nghe xe máy đấy có người ta tưởng tượng là cái ô tô ở bên cạnh. Tôi hiểu ý của anh, nghĩa là anh lo lắng rằng là nếu mà chúng ta thay đổi cái âm thanh khác bổ sung vào tiếng còi tàu lại sử dụng tiếng xe cứu thương hay là cứu hỏa thì sẽ khiến người dân dễ bị nhầm lẫn, có đúng không ạ? Đấy, cũng như là nhầm lẫn thế này, như chẳng hạn như là đang phương tiện vận tải đường sắt đang sử dụng cái còi của mình quen thuộc rồi, chẳng hạn như cái tiếng còi gió lén. Nhưng bây giờ chúng ta đi sử dụng có những loại còi điện tử như dành cho xe cứu hỏa, xe cứu thương thì cái phương tiện chúng ta đang vận chuyển trên đường sắt thì người dân lại tưởng tượng lại phương tiện đang vận hành trên đường bộ, biết đâu người ta lại nhảy lên đường sắt thì sao,
thì lại còn nguy hiểm hơn nhiều. Và như vậy là người ta mất cảnh giác với tàu hỏa bởi vì người ta không nghĩ rằng, đó là âm thanh cảnh báo của tàu hỏa, bởi vì họ đã có một cái phản xạ có điều kiện, đó chắc chắn là âm thanh của xe cứu hỏa cứu thương rồi. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất ý nghĩa của kỹ sư Hà Minh Sơn đã mang tới trong trường quay của Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, cả nước ta thì hiện có hơn 5.500 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, và trong đó thì chỉ có hơn 1.000 đường ngang hợp pháp, còn lại là những đường ngang lối đi dân sinh tự mở. Trong khi mà số lượng đường ngang dân sinh ngày càng nhiều thì ý thức của người tham gia giao thông vẫn không được cải thiện. Do đó mà việc ngành đường sắt tìm giải pháp để tăng cường khả năng cảnh báo, đảm bảo an toàn chạy tàu và an toàn cho người dân là điều cần thiết. Tuy nhiên, bổ sung tiếng còi như thế nào thì vẫn cần phải được nghiên cứu và tính toán kỹ, bằng không thì nó sẽ gây tốn kém và cả phản tác dụng nữa.